Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại cái YouTube stream bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy khủng long bạo chúa đến từ thương hiệu của Crown Amtron. Và dòng này sẽ có tên model là CE2000TX. Đây là một đẩy mà có cấu hình mà nó là cực kỳ khủng và được cực kỳ nhiều anh em ưa chuộng để mà phối ghép với những cặp loa lớn nha anh em. Đây, ví dụ như anh em đang chơi những cặp loa khủng, ví dụ như là Rodan 4 tấc chất kèn này, anh em chơi những cặp loa của JBL. Đây, chơi những cặp loa là hậu trường sân khấu, những cặp loa mà phải yêu cầu cục đẩy có cấu hình và nó rất là lớn thì mới đánh ra được hết sức âm của những cặp loa đó. Thì đây là một trong những sự lựa chọn là cực kỳ hợp lý dành cho tất cả các anh em. Dòng này cũng là một trong top những dòng sản phẩm bán chạy của mình anh em. Sau tới thì mình bán vẫn được 2-3 con này rồi anh em à. Và đây là con cuối cùng mà mình còn để phục vụ cho tất cả các anh em. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế trong sản phẩm này. Mặt trước thì sẽ bao gồm một mức nguồn và hai volume để điều chỉnh cho hai channel nha anh em. Còn về mặt sau trong sản phẩm này, ở trung tâm của sản phẩm này thì nó sẽ trang bị ta một cái quạt tản nhiệt nha anh em. Quạt này đặc biệt ở chỗ là khi anh em xài máy nóng lên thì nó mới thổi nha mà, giúp cho cái quạt này hoạt động bền bỉ lâu dài hơn và cũng tiết kiệm điện hơn nha mà. Đây, mời anh em cùng đến với tem nhỏ sản phẩm này. Model CE2000TX. Con này có điện là 100V nha anh em. Được sản xuất là bởi Crown. Hàng chính hãng là Made in USA. Đây, con này đây được chứng chỉ là CE, chứng chỉ mà được xuất vào thị trường của châu Âu anh em. Còn bên cạnh là anh em sẽ thấy là cái cặp loa trong sản phẩm này. Cái này sẽ được trang bị ra tổng cộng là 4 cặp loa nha anh em. Còn bên dưới cũng là hai cái cặp loa trong sản phẩm này. Nó chơi qua hai cái cách chuyên nghiệp nha anh em. Đây, nói chung là con này thì phải nói là rất là nhiều cổng để ăn chơi nha mà. Còn bên đây là các cổng anh em để tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Đây, anh em có thể mà chơi qua hai cái jack 6 ly cắm vào hai cái lỗ này. Hoặc anh em chơi qua jack Canon cắm vào hai cái lỗ này. Hoặc anh em mà chơi qua cái đường dây tín hiệu trực tiếp cũng được của anh em. Còn bên dưới là các mode chức năng chơi stereo, hoặc anh em chơi monopit và chơi chọc kênh thì công suất nó sẽ mạnh hơn nha anh em. Và sản phẩm thì nó sẽ có dây điện nguồn rời cho anh em. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em một cổng dây điện nguồn rời và hai cái jack chuyển 6 ly để mà anh em dễ dàng mà ghép nối với thiết bị của anh em hơn. Còn về công suất ra loa ở trong sản phẩm này và nó là kinh khủng khiếp nha mà. Đây, công suất ra loa là nó ở trở kháng 4 ohm là 660W trên một channel nha anh em. Con này có hai channel thì công suất của nó là đến tận là 1320W và công suất ở trở kháng 8 ohm là 400W trên một channel nha anh em. Và công suất mà con này khi mà chơi mono bridge là chơi chập kênh đó anh em, sẽ chơi con này có một cái loa duy nhất thôi nha mà, đến tận 1320W. Và chưa hết nha mà, dòng này được trang bị chúng ta tổng cộng đến tận là 24 con sò sắt của Mexico nha anh em. Đây là dòng sò mà được dùng trên rất là nhiều những cục đẩy cao cấp của nhiều thương hiệu của Mỹ, ví dụ như là WSC hoặc Crown, mình thấy sử dụng cực kỳ là nhiều nha mà. Với cấu hình của sản phẩm này, anh em có thể mà vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, vừa ghép loa sub, chơi hoạt động sân vườn, vẫn là cực kỳ thoải mái nha anh em. Đây cũng là một trong top những dòng sản phẩm mà được rất nhiều anh em ưa chuộng ở phân khúc cao cấp anh em ạ. Và đặc biệt thì giá Nhật để lại cho anh em con này với một giá mà là siêu tốt luôn anh em, chỉ với 9.500.000 đồng.
Nếu anh em muốn mua, thời gian phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật-audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video sau. Bye.